ba. Đã quay trở lại với chuyên mục review phim và bộ phim của tuần này là Người Nhện. Homecoming. Người Nhện trở về nhà. Finally, here we go. Good evening, Peter. Oh, you have 576 possible web shooter. I can keep that suit. Yeah, doesn't fit me. So when's our next retreat? What, next mission? We'll call you. All right. I got the Stark internship. What's up, guys? Go. Hey, could you do me a favor? Hold on to that. Is this anybody's bike? Oh, I helped this old lady, and she bought me a churro. New move I'm working on. Not bad. Oh. God, this feels so strange. Hey-o. These weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, there are people who handle this sort of thing. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Let go of me! Activating parachute. Two. Quiz. You gotta get it. My friends are up there! Trở về nhà hay là ý của nó như kiểu là trở về với gia đình của Avenger. Avenger. Trong phim cái việc trở về nhà nó gần như là khá là mờ nhạt. Trở về nhà là tên của một cái form trong trường của Người Nhện. Cái Homecoming là... đấy là cái việc trở về nhà này nó ám chỉ như là Avenger mới chính là ngôi nhà mà Người Nhện ở. Thì chắc bạn cũng đã biết đây là bộ phim đầu tiên kể từ khi mà Marvel Studio có được quyền sản xuất phim Người Nhện từ tay của Sony. Đúng không? Thì từ lúc mà xem cái trailer của phim Người Nhện Homecoming này này thì mình thấy sự xuất hiện của Iron Man, mình cứ sợ là vào phim thì Iron Man nó sẽ chiếm sóng rồi kiểu Người Nhện bị mờ nhạt đi. Nhưng mà lúc mà xem rồi thì thấy không phải như thế, mà kiểu Iron Man chỉ xuất hiện một cái vài cảnh kiểu mentor thôi. Nhưng nó còn là người kiểu hỗ trợ luôn. Hỗ trợ và Iron Man hình như là đại diện duy nhất của Avenger trong bộ phim này, đúng không? Tức là mọi đất diễn vẫn dành cho Người Nhện. Có nhiều anh hùng của Avenger mà tại sao lại là phải là Iron Man huấn luyện cho Người Nhện? Vì là từ cái phần của Captain phần Civil War đấy thì là Iron Man đã là người mà kiểu như là hỗ trợ cho Người Nhện để kéo Người Nhện về Avenger ấy. Đấy đã kiểu chế tạo ra, không còn phải kiểu như mấy kiểu thủ công mà kiểu cắt rẻ nó cứ cắt rẻ thủ công của Người Nhện trong kinh. Có sự kết nối. Có sự kết nối. Đúng là đây. Phim của Marvel người ta là một đế chế mà, cho nên là em thấy cái sự kết nối của Marvel Universal nó luôn là một cái sự kết nối mà làm cho fan của Marvel họ phát cuồng ấy. Tức là mỗi cái phát hiện ra ở trong phần mới mà đã kết nối như thế nào làm cho fan rồ lên. Thì thực ra là em không phải fan của Marvel mà em kiểu não cá vàng, cho nên là phần trước như nào thì em quên mất rồi, cho nên là cái sự kết nối. Không phải là đấy lại ngủ không? Không, em không ngủ, nhưng mà vấn đề là em hay quên phần trước, cho nên là có thể em không nhận ra cái sự kết nối đấy. Nhưng mà em vẫn biết là Marvel luôn luôn có một cái sự kết nối, có thể là nằm ở phần đầu, có thể là phần after credit, nhưng mà nó luôn là có một cái kết nối ẩn ý ở đâu đấy. Nhưng mà chính thì là Peter Parker là cái gì, Tom Holland. Cậu này thì ở ngoài sinh năm 1996 nhưng mà đã cosplay một cái cậu bé mà 15 tuổi trong phim, mà kiểu cực đạt luôn ấy. 15 tuổi thì nó vẫn còn kiểu cái sự kiểu trẻ con ấy, xong bắt đầu là kiểu điên đâu là phá hoại đến đấy, vẫn còn kiểu nhiệt tình nhưng mà đây là người nhện mà nhỏ tuổi nhất trong tất cả các phần người nhện, đúng không? Nói về thời niên thiếu của người nhện. Cái người nhện ở trong cái phần này thứ nhất là nhỏ tuổi nhất, thứ hai là được khắc họa nó nhiều nhất, đời sống như thế nào rồi học giỏi nhất này, bớt thất bại nhất so với tất cả các người nhện trước đấy. Mấy người nhện trước tức là rất yếu đuối và thất bại. Yếu đuối và thất bại, đúng không? Còn người nhện này thì là học giỏi này, rồi nghiên cứu khoa học này, hiểu biết rộng này, rồi thích một cô bạn gái và được đáp trả lại tình cảm ngay từ đầu phim chứ không phải cố gắng nhiều. Nhưng mà hơn là kiểu nhưng mà đây là một người nhện hoàn toàn mới mà, đúng không? Cảm giác như người nhện này reset hoàn toàn ấy. Thôi, nó không phải kiểu chỉ là bị nhện cảm, tức là có khả năng đấy là tự nhiên, nhưng mà là nó rồi đó nhiều hơn, nó tự chế cái dịch tơ nhện mà. Nó không hề liên quan đến người nhện trước, nó gần như là reset mọi thứ. Bộ giáp nó đóng vai trò rất quan trọng và công nghệ được tích ứng vào rất nhiều. Đây là bộ giáp nó không ngầu nhất nhưng mà nó là công nghệ cao nhất. Là một người quan tâm người công rồi. Nghệ bộ giáp mà có trợ lý ảo này. Rồi có trí tuệ nhân tạo thì mình thấy rất là đã. Mà cái bộ giáp này nó không đến nỗi là quỷ dữ như là bộ của Amazing, bộ đen gì.
bộ giáp lần bây giờ là đã kiểu ngầu nhất từ trước đến giờ ấy. Nó không ngầu nhất nhưng mà nó nhiều công nghệ nhất. Kiểu của Marvel tức là lúc nào cũng là công nghệ rất là nhiều. Công nghệ. Tiếp theo về cái cách xây dựng nhân vật ấy thì người nhện vẫn sống với một bà dì May như là cái phần đầu tiên. Nhưng mà lần này thì dì May không còn già nữa mà chuyển hóa rất là trẻ, rất là nóng bỏng, rất là hot. Mà lại còn kiểu sử dụng nhiều từ kiểu xí tin, không biết là do kiểu mình dịch hay là do kiểu con dùng là từ thả tính sấp mặt luôn rồi thả tính thôi, ăn gì đi đâu thả tính đến đấy luôn. Hơi hồi tưởng một chút về cái phần người nhện đầu tiên mà mình được xem cũng có xuất hiện của bà dì. Người nhện là xuất thân từ một cái tay mơ để trở thành anh hùng, thì nhưng mà tất nhiên là cái cách để trở thành anh hùng nó khác nhau, nhưng ít ra nó có một cái sự liên kết nào đấy. Người nhện luôn là một cái nhân vật mà nhân ái rồi mà được mọi người kiểu yêu quý và luôn làm những cái việc mà giúp đỡ mọi người trước tiên, thay vì là việc chiến đấu trong một cái trận chiến gọi là khốc liệt rồi vĩ mô hơn. Cái tuyến nhân vật phản diện thì cũng được xây dựng theo một cách cũng rất là quen thuộc, cái phần đầu của nhện, cái vai phản diện là bạn thân đúng không? Ừ. Phần thứ hai là bố của bạn thân. Phần thứ ba cũng là một cách rất là mật thiết và éo le như thế. Ba kiểu đẩy cái người nhện vào cái hoàn cảnh rất là éo le và rồi phải kiểu soi sẽ phải lựa chọn ấy. Nhưng mà cuối cùng thì không nhận là bất ngờ. Cuối cùng thì người nhện lựa chọn thế nào thì các bạn hãy xem cái phim. Phải đi xem phim mới biết. Nói về độ hài hước của phim này thì mình cảm giác như là nó là mô típ chung của Marvel ấy. Thỉnh thoảng lại chọc cười một cái và nó kiểu đời đời. Mình cảm thấy nó hơi giống Deadpool một chút. Đầu tiên xem với Spider-Man em thấy nói hơi nhiều như kiểu Deadpool thật. Nhưng mà xem một lúc thì thấy nó cũng rất là phù hợp với cái kiểu tuổi teen mười lăm tuổi của Spider-Man ấy. Phá phách này rồi cũng nghĩ ra những cái trò kiểu điên rồi. Kiểu trẻ trâu ấy. Không, Deadpool thì nó hơi bựa thôi, nó theo mình hướng bựa hơn. Kiểu gây họa xong rồi bắt đầu bảo thôi chết rồi, bây giờ phải làm thế nào đây đấy, kiểu thế. Đấy là những điểm tốt của bộ phim, còn nếu mà để mà chê cái bộ phim này thì có hai điều. Đầu tiên, chưa được kiểu như là thỏa mãn lắm với cái đoạn lúc mà người nhện đánh nhau với cả cái nhân vật phản diện ấy. Chị cứ nghĩ là lúc đấy là đã kiểu không có được trang bị đầy đủ. Lúc đấy là bị thu bộ giáp rồi. Mà rõ ràng lúc đấy tơ của người nhện mà dùng cái dụng cụ hỗ trợ ấy để bắn tơ nhện là không bắn được xa. Mà lúc đấy là máy bay siêu hạng đấy nó bay rất xa rồi mà xong lúc bắn lên được. Các bạn xem trailer cũng biết là bộ người nhện bị Iron Man thu lại. Tức là để làm nổi bật lên cái tầm quan trọng của cái bộ đấy. Nhưng mà đoạn sau không có bộ người nhện mà người nhện mặc lại cái bộ tự chế thì vẫn đánh nhau bình thường. Thành ra là ở trong cái phim này mình biết là Marvel ngoài đẩy cao cái nhân vật người nhện thì còn đẩy cao cái tầm quan trọng của cái bộ giáp mà họ cấp cho người nhện. Mà trong phim này mình cảm thấy là kiểu biệt đội Avenger cảm thấy là hơi qua liêu ấy. Cái phim trước thì mình thấy là biệt đội Avenger tai mắt rất là nhiều đúng không? Tại sao trong cái bộ phim này thì biến đi đâu hết? Cảm giác như là đang cố tạo ra một môi trường cho người nhện chứng minh. Nhắc đến người phản diện, mình không hiểu sao các bạn có nhiều bạn rất thích cái tạo hình cái bộ đồ của ông ấy, mà mình cảm thấy nó có kiểu gì, nó kiểu tối cổ ấy. Kiểu như Gotham ấy, người đá ấy, vừa nặng nề vừa to, không hiểu gây chú ý nữa. Bộ ấy xấu, công nhận xấu. Xấu mà, chả ra là người phản diện đi gây chú ý thì mất thời gian để đi tạo hình cho bộ người nhện đẹp rồi. Ngay cả cái bộ Iron Man trong này mình thấy cũng có vấn đề. Trông như đồ chơi ấy, nó bị ngắn người ấy. Lúc bay lên cứ để hai cái tay ấy. Đúng rồi, chân Iron Man ở trong này kiểu chân thì bị ngắn đi, trông như kiểu robot đồ chơi mà mình mua ở trên Lương Văn Can ấy. Thế tóm lại bộ phim này thì mình biết là khen có, chê có. Nhiều người cảm thấy không đã lắm khi mà mọi người nghĩ là về Marvel thì có thể làm tốt hơn, nhưng mình nghĩ là đây là phần đầu tiên sau khi về Marvel thì nó khá là ổn và nó như là một màn dạo đầu thôi mà. Mọi người có thể thấy nó nhẹ nhàng quá thì thì tất nhiên nó là màn dạo đầu thì nó phải nhẹ nhàng đúng không? Với cả là với cả một thông cảm kiểu cậu bé 15 tuổi thôi. Như thế cũng là kiểu như là quá là phi thường. Tức là mình khá là hy vọng khi mà người nhện về với Marvel thì nó sẽ có một tương lai nó sẽ tốt hơn. Và các bạn có biết là nó còn đến hai cái after credit mà bọn mình xem cái đầu tiên và bỏ về không? Nó còn cái after credit 2 nữa cho nên mình nhắc là cái after credit 2 mới là cái kiểu nên xem ý. Mình nhắc các bạn là nhớ ở lại xem cái after credit 2 chứ đừng xem xong cái đầu tiên như bọn mình rồi bỏ về. Và mình cảm giác như là ở trong cái bộ phim này Marvel và Avenger đang kiểu hơi dằn mặt người nhện một chút, cũng như là để khẳng định lại với người xem là Avenger là một đế chế rất là vĩ đại, rất là VIP và đừng tưởng dễ mà vào được kiểu thế. Anh hùng mà dễ đúng không? Thôi, không phải fan ruột Marvel thì biết gì mà xem đó.
phải đọc truyện mới được xem phim. Bây giờ phim làm cho mọi người xem mà tại sao lại cứ phải đọc truyện với mọi người xem? Đầu dài. Thế thì chẳng lẽ không phải Sky thì không được nghe nhạc Sơn Tùng mà. Chuẩn luôn. Được chưa? Hết nhá. Bọn mình nói thật, bọn mình cũng không đọc truyện đâu nhưng bọn mình vẫn được xem phim chứ. Bây giờ ý kiến của bọn mình chứ. Và đấy là những ý kiến của bọn mình về bộ phim Người Nhện. Và hy vọng là các bạn sẽ like và subscribe cho bọn mình, cũng như là để lại comment về bộ phim này ở bên dưới. Còn bây giờ đi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.